Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ra chỗ khác nhưng người ta còn bán hàng. Mày ở đây ai bán hàng nữa? Chú cho cháu xin cái bánh mì, cháu đói. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Đi nhanh không tôi đánh ngay bây giờ. Chú ơi, chú đừng đánh cháu. Ra đây, ra đây bà. Mày lại còn thích khóc nữa à? Chú đừng đánh cháu, tôi còn bé chú ơi. Lại được cả bà này nữa, họ hàng gì với nó à? Đi nhanh đi, ám quẻ. Vâng vâng, chú ơi, tôi đi. Đi với bà cháu. Ngồi đây với bà. Thế bố mẹ cháu ở đâu mà cháu lại cứ lang thang ở đây? Cháu đói. Trong mấy ngày nay cháu chưa được ăn gì à? Để bà đi mua cho cháu cái gì ăn. Rồi bà đưa cháu về với bố mẹ nhé. Cứ ngồi đây nhé. Cảm ơn bà. Mẹ cháu bảo là phải biết cảm ơn người khác. Cho nên cháu tặng bà. Bà cảm ơn con. Con bé đi đâu? Liệu con biết đường về không? Này, cháu ơi! Cháu ơi! Hay là ai lại dẫn nó đi đâu rồi? Bà già này nữa, sao ngày nào cũng mò mặt đến đây làm cái gì đấy hả? Tôi đã bảo rồi, ở đây không có ai làm từ thiện, cũng không có cơm chùa cho bà ăn đâu. Đi chỗ khác đi. Cậu ơi, tại vì người ta bảo là ở đây cậu có phát cơm. Người ta là ai? Hả? Ai bảo ấy thì đến chỗ người ta mà lấy nhá. Bà nhìn đi, một suất cơm của chỗ tôi nhá cũng ít nhất là 40.000-50.000 rồi. Lấy không đấy cho mà ăn à? 40.000-50.000 á? Thì tôi lấy tiền ở đâu ra? Mà thật là tôi cũng đói. Lâu tôi cũng chưa được ăn cơm. Cậu xem có cái suất nào rẻ cậu bán cho tôi. Rẻ là bao nhiêu tiền? Bà có bao nhiêu tiền đấy? Tôi có 8.000. Đây. Tôi còn 2.000 nữa. 10.000 cậu ạ. Bà điên gì nữa? 10.000 thì bây giờ mua được cái gì? Hả? Suất rẻ nhất ở đây nhá, cũng là 30.000 rồi. Mà bà quá làm mất thời gian của tôi rồi đấy. Bà đi chỗ khác ngay cho tôi có bán hàng. Nhanh lên không khách người ta đến. Cậu, thế gì? Cậu xem có cái suất nào thừa. Tôi chỉ cần ăn cơm không thức ăn cũng được cậu ơi. Bán cho tôi. Đây này. Gớm nữa còn cái đâu để như này. Đây, đây có cái suất này ăn được thì ăn này. Đây, này ăn đi. Thấy hôm nay em có cái kính mới lại đẹp không? Quá là hợp với công chúa của anh luôn. Mà sao ngay tự dưng lại đến đây đấy? Em đến để xem người yêu em kinh doanh thế nào. Thế nào ạ? Lãi được nhiều không? Thì ăn được bao nhiêu tiền ở công ty rồi? Bé cái mồm nó không toang hết cả lũ bây giờ. Thì vẫn như mọi hôm thôi. Đủ tiền mua cho em yêu của anh vài cái túi. Mà anh chả hiểu sao cái bà chủ tịch ở công ty anh ấy suốt ngày cứ đầu tư vào cái quán cơm từ thiện này làm cái gì. Ngày nào cũng đều đặn 200 suất. Mà anh bán ra nhá, 40.000 một suất là lãi được 8 triệu một ngày đấy. Đường đường ấy, anh là trưởng phòng kinh doanh mà lại phải vác mặt ra để bán cơm á, thì cũng phải có chút lãi chứ nhỉ.
Đúng là người yêu của em có khác, tính toán cứ như thần ấy. Yêu là không nhập người rồi. Thế tí nữa anh đưa em yêu của anh đi shopping nhá. Vâng ạ. Chú ơi, chú ơi, cơm nó mùi chua lắm. Chú đổi cho tôi suất khác đi, nó thiêu rồi. Này, 10.000 ý thì chỉ mua được cơm thiêu cơm thối thôi nhá. Đòi hỏi cái gì? Chú ơi, thế 10.000 thì cũng là tiền, sao chú lại bán cho tôi cơm thiêu? Bà tính phá chuyện làm ăn của thằng này đấy à? Ăn được thì ăn, không ăn được thì cút. Chú đổi cho tôi đi. Chú ơi, thế này tôi già rồi tôi ăn nó đau bụng mất cậu. Thôi anh ơi, cái chuyện này để em xử lý cho. Cái loại này không dùng lời nói được đâu, phải dùng hành động. Sao? Bà đang muốn gì? Vì cháu nội của bà. Vì ơi, bà đây. Cháu nào? Cháu không phải là cháu của bà. Bà nhận nhầm người rồi. Bà nội của cháu đây này, bà làm sao đây hả? Người yêu tôi xinh đẹp như thế này nhá, làm gì có loại bà như của bà hả? Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Bà đi ra chỗ khác, đừng có làm phiền quán của tôi. Cút đi chỗ khác. Cút đi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Không, bà không sao. Hai cái con người này, bà đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn đối xử như thế hay sao? Các người có còn nhân tính không đấy? Này, ở đâu ra đây dạy đời người khác thế hả? Tôi nói cho cô biết nhá, cái bà già này đến đây ăn không trả tiền đàng hoàng, xong là còn động tay động chân với người yêu của tôi. Tôi làm như thế là còn nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Có phải như thế không ạ bà? Không đúng thế đâu cô ạ. Là bà mua suất cơm 10.000, nhưng mà cơm nó bị thiêu rồi, cho nên bà mới bảo chú đổi cho, nhưng mà chú không đổi. Tôi thấy rõ ràng có thông báo là ở đây tặng cơm miễn phí cho người nghèo và người lao động. Tại sao bây giờ lại trở thành bán cơm? Cơm miễn phí á, không làm mà đòi cô ăn á. Ra chỗ khác nhá. Rõ ràng là có biển thông báo dán ở đầu ngõ. Tôi thấy có số điện thoại ở đấy. Hay là để bây giờ tôi đi ra tôi gọi thử nhá. Đây, từ từ đã, làm cái gì mà nóng thế? Hả? Thì phát cơm cho người nghèo đấy thì làm sao? Mà tôi có biết là hai người là nghèo thật hay là nghèo giả vờ? Nhìn bà đã chưa đủ khổ hay sao? Lớn tuổi như thế này rồi còn phải đi lao động kiếm cơm. Vậy mà cậu nỡ lòng nào? Cậu đi bán cơm thiêu cho người ta. Úi dồi ôi, nghèo mà thế này á, nghèo mà đem cái vòng đẹp như thế này á hả? Khổ kiểu gì đấy? Chiếc vòng này... Cho nên cháu tặng bà. Bà cảm ơn con. Đúng rồi, bà ơi, bà có nhận ra con không ạ? Con chính là cô bé năm xưa, bà tặng cho con chiếc bánh mì. Giờ con tặng lại cho bà chiếc vòng này đấy ạ. Lớn quá rồi, bà không nhận ra. Hơn 20 năm rồi, con đi tìm bà mãi. May mà bà vẫn còn đeo chiếc vòng này để con có thể nhận ra bà. Này, đây không phải là cái show tìm lại người thân nhá, cũng không phải là đang quay phim. Nhận nhiếc gì đi ra chỗ khác cho người ta bán hàng nhá, xéo. Có vẻ như cậu Hoàng thực sự nghĩ đây là cửa hàng của mình rồi. Mày là ai đấy, sao mày biết tên tao? Mày đừng có cái kiểu chủ tịch và cái kết nhá. Sếp ở công ty tao, tao quen hết đấy, tao chơi thân hết đấy. Cậu muốn biết tôi là ai thì cứ chờ đấy. Bà ơi, bà cứ đứng ở đây chờ con một chút, con sẽ quay lại ngay ạ. Giới thiệu với cậu, tôi là Kiều Trang, chủ tịch của Ham Group. Và tôi chính là người đã đầu tư cái quầy cơm này cho cậu. Chủ tịch ạ, à, chủ tịch ơi, em có mắt như mù, em không thấy Thái Sơn chị ạ. À. Chị ơi, em là nhân viên cấp dưới, em chưa gặp chủ tịch bao giờ nên là chị ơi, chị bỏ qua cho em chị nhá. Cậu chưa gặp tôi bao giờ cũng chưa biết tôi, đấy là điều tốt mà. Nhờ thế tôi mới biết được bộ mặt thật của cậu. Ngày hôm nay nếu như tôi không cải trang ở đến đây thì làm sao biết được cậu biển thủ công quỹ. Quầy cơm này tôi mở ra là để giúp đỡ những người lao động nghèo. Vậy mà cậu lại chuộc lợi cho bản thân cậu như thế à? Chị ơi, em chót dại à? Em vì cái lợi trước mắt. Chị ơi, em sẽ đền bù, em đền bù hết. Chị bỏ qua cho em chị nhá. Bà ơi, cháu mở ra quầy cơm này là để cảm ơn bà đấy ạ. Năm xưa, trong lúc cháu bị lạc bố mẹ, lang thang cơ nhỡ, may mà có bà cưu mang. Khi ấy, cháu gặp lại người quen, người ta đưa cháu đi nhanh quá, không kịp chào tạm biệt bà. Nhưng mà ơn này cháu không bao giờ quên. Chính vì vậy cháu mới mở ra quầy cơm này để giúp đỡ những người khó khăn gặp phải hoàn cảnh như cháu, để giúp họ
có thêm hy vọng vào cuộc sống và tương lai ạ. Thế nên cháu sẽ không bao giờ bỏ qua một cách dễ dàng cho những người muốn phá bỏ cái mục đích đấy của cháu đâu. Này, nói gì đi, cẩn thận cũng mất hết đấy. Bà nội ơi, bà nói giúp anh ấy giúp cháu với. Dù sao thì cũng là người một nhà, anh ấy là người yêu của cháu. Bà, cháu là cháu của bà mà, bà nội. Người nhà? Rõ ràng vừa nãy tôi nghe cô nói hai người không quen biết nhau cơ mà. Sao bây giờ lại nhận đấy là bà nội của cô? Thì bây giờ cô nhìn tôi như thế này, bà ấy như thế. Với cả bố mẹ tôi cũng dặn là đi ra ngoài đường mà gặp bà thì coi như là không quen biết. Lắm người cũng kỳ lạ thật đấy. Người nhà của mình mà lại ruồng rẫy như vậy, trong khi chạy theo những cái thứ xa hoa phù phiếm, sĩ diện hão. Nếu mà cô đã không muốn nhận bà thì tốt nhất bây giờ cô cũng đừng gọi một tiếng bà như vậy. Bà ơi, bây giờ cháu đã có đủ khả năng để lo cho bà rồi. Cháu sẽ đón bà về chăm sóc. Bà đi cùng với cháu nhé. Còn cậu Hoàng, từ ngày mai cậu không cần phải đến công ty làm việc nữa. Cậu chính thức bị đuổi việc. Nhưng mà trước khi đi thì nhớ bồi thường lại toàn bộ những cái số tiền mà cậu đã biển thủ của công ty. Tôi được biết là mỗi ngày 200 suất, một tháng chắc cũng tầm 200 triệu rồi. Nếu như cậu mà không bồi thường cẩn thận thì tôi sẽ kiện cậu ra tòa vì tội biển thủ tiền công quỹ của công ty đấy. Chị ơi, chị thả cho với chị ơi. Bà ơi, chị đi thôi ạ. Chị ơi. Cô nghe thấy gì chưa? Bị đòi lại hết rồi đấy. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm trả lại hết cho tôi. Ê, cái kiểu đâu đấy? Anh tặng cho tôi rồi bây giờ anh đòi lại như nào? Tất cả là tại cô ấy, tại loại cháu bất hiếu như cô ấy, chứ không chủ tịch đã tha cho tôi rồi đấy. Có mà tại anh thì có đấy. Tại anh tham lam quá thế là nghiệp quật đấy. Ăn dày cho lắm vào. Về nhá, bắc thang lên hỏi ông trời, tiền tiêu cho gái có đòi được không nhá. Còn tôi ấy, bây giờ tôi về định bà nội tôi đây. Biết đâu lại được ăn sái cái gì của chủ tịch. Cô ngu ơi là ngu.